Đó, có vốn rồi đó. Mình đâu có biết có đâu. Có ụt bọng gì đâu. Thấy nhiều mới được. Cá dục quá. Kìa cái sạc kìa, nó đâu kìa. Rồi trao qua luôn rồi, lại nó bắt cái cha. Từ từ đó, nó có tỉnh liền đâu. Lụm quá, lụm quá. Đúng đúng xác cái mé gì của lương đó. Nước vô nè. Nó lương bún. Nửa xíu à. Nè đi kháng sớm có lương nè, mé. Cây nó là dễ cầm, cầm với mỗi tay lắm. Đục. Anh có lóc rồi. Bay cái sặc luôn rồi. Thì cơ không có, thì kênh không có ta.
còn còn dưới đó nữa. Thì khơi được 2 cá lóc. Có chuyện gì? Nó lượm vào nhảy. Bữa này dịch nó quậy nãy giờ rồi. Sắc trời ơi. Cái lóc con sợ không? Đỏ luôn đi. Trắng luôn trời. Đó, con của hổm nè. Con của hổm nè, chứng ngâu vậy nè. Tê 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 luôn kìa. Ủa sao con hổm trắng này nó đen? Con của hổm nó trắng mà. Hồi qua ra đám lục bình kia xịt cái còn cá lóc không? Cá lóc bữa hôm vụt 2-3 con mà anh á. Ở chỗ đám lục bình bên kia đó. Đục. Con phải quay phim chứ. Quay rồi. Còn vậy, còn vậy. Còn nói dây nữa.
Chắc bơ không có xịt kia nữa. Quá trời luôn cái đó kìa. Hết cái trời trắng nhất đâu vậy thấy không? Cái trắng là gì? Trắng này cái trắng cái gì nữa? Nhiều quá trời luôn. Hôm nay nước chợ càng cạn thì hết mấy mươi người trong cũng có 2 ký chứ. Đủ má rồi. Cá hả lương? Từ nghe đậu má quơ từ ốp nghe để nó vuột nghe. Lương để đây lương để hồi. Ốp vô. Còn nó cái sạc kìa. Xong dạ, để nó mất tiêu rồi. Dựng chú chỗ đó đó. Coi chỗ này nè, ừ chỗ này nè. Ồ quá. Bự bự bự. Ồ quá bự nè. Bự nè. Rồi, rồi. Còn nữa không? Chưa nghe người nó tại vì mình chết theo. Ủa. Con này dày hơn bò hổm đó nghe. Nãy là mình nói có 2 con cá lóc rồi. Bây giờ biết mình bao nhiêu cá lóc chưa? 4 con. 6 con rồi đó. Dữ vậy? Dữ vậy? Đâu có thua bò hổm đâu. Đồ ơi, mình cạn hôm nay thịt nhiều bò hổm luôn. Mình nghe mình nét cái thịt đó. Ủa, đợi rộng dữ rồi. Bây giờ ở đây nè, ông ốp ốp má đi nè, ụng má ra qua. Đâu, mày làm gồng đâu? Mày làm trốn mà mày. Cá lóc đi qua tới đó rồi. Lại tính tao đi vô là thấy khỏe hả? À? Hay là quay trở lại. Thấy phát hiện rồi nó đó thấy không? Nó chết liền. Trời trời. Không gặp mắt nghe không thấy. Nó có ai gì đâu. Trong bạc. Vậy cá lóc bày khôn lắm. Bày khôn lắm. Bắt bé lắm. Còn gì cá này. Ốp mới mình cùng một cái đó quay lại đây ốp đây. Sớm chuẩn bị quay trở lại dính cái lóc bự nè. Nó cái gì quặn đó. Má người nó cạn sụt cái nhóc.
có nhiều quả này. Chết rồi đó. Con nhỏ mà. Con nhỏ hả? Để lẹ qua đây nó có lóc bự ốc đây nè. Thấy gì đâu. Cá nửa ký nó bự thôi. Yeah. Nặng hơn quả hổm rồi đó. Ngon quả hổm á, quả hổm cá lục kiến bọng gì. Đây vô mương này mà. Mình đi tùm lum nha anh cha. Vô hả vậy? Đi dạy anh cho anh đi. Chưa hết bệnh mà. Đi dạy lên ruộng đi. Đi qua bên đó đi. Đi qua đường bên đó đi. Đường này nè. Bệnh mẹ đi. Lỡ cài. Cài cho nhiều đâu. Có gì ăn hết bán. Lại mua bia nhậu. Hai con, ừ, con cá chê. Ngon hơn. Ừ, hôm cá lục kiến đó, tàu, cá tàu lao gì không à. Vậy là chưa dính nữa hả?